Những ngày tháng 8, tháng 9 hàng năm, người dân Việt Nam lại tràn ngập với những cảm xúc tự hào về những dấu son trong lịch sử của dân tộc. Đó là Cách mạng tháng 8 ngày 19 tháng 8 và Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Nhân dịp ngày 2 tháng 9, kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hãy cùng mình ôn lại những kỳ tích lịch sử mùa thu năm ấy, hòa chung nhịp đập tự hào dân tộc với một trong những cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử nước nhà. Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8. Dưới sự thống trị của thực dân Pháp từ cuối thế kỷ thứ 19, Việt Nam đã bị chia cắt thành 3 khu vực với 3 thể chế chính trị khác nhau: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Mỗi khu vực chịu sự cai trị trực tiếp hoặc gián tiếp của thực dân Pháp với những cơ chế hành chính riêng biệt. Bắc Kỳ và Trung Kỳ là hai xứ bảo hộ, nơi triều đình nhà Nguyễn vẫn tồn tại nhưng chỉ có quyền lực hình thức. Trong khi Nam Kỳ là thuộc địa trực tiếp của Pháp, với chính quyền thuộc địa nắm quyền kiểm soát toàn diện. Bằng cách phân chia Việt Nam ra thành 3 khu vực riêng, Pháp đã tạo ra sự khác biệt và chia rẽ giữa các vùng miền, làm suy yếu sự đoàn kết dân tộc. Sự phân chia này cũng nhằm ngăn chặn một cuộc nổi dậy toàn diện trên toàn quốc. Nếu một vùng khởi nghĩa, các vùng khác vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ nhằm giúp cho Pháp dễ dàng dập tắt các phong trào độc lập. Trong suốt hơn 56 năm cai trị, thực dân Pháp đã để lại những hậu quả nặng nề trên mọi mặt của đời sống xã hội Việt Nam. Chế độ thuộc địa đã biến Việt Nam trở thành một xã hội nghèo nàn, lạc hậu và hoàn toàn lệ thuộc. Nền kinh tế kiệt quệ bởi hệ thống thuế má nặng nề và bất công, trong khi nông dân bị tước đoạt ruộng đất để lập đồn điền, đẩy cuộc sống của họ vào cảnh khốn cùng. Xã hội bị phân hóa sâu sắc khi người Pháp được hưởng mọi đặc quyền, còn người Việt Nam bị coi thường và không được đối xử như những con người bình đẳng. Trong giai đoạn lầm than Pháp thuộc, đã có rất nhiều phong trào giành độc lập tự phát, mà nổi bật nhất có thể kể đến là đường lối nổi dậy của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Hai vị sĩ phu yêu nước này đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam, tạo ra những tiền đề quan trọng cho sự ra đời của đường lối Hồ Chí Minh và thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945 sau này. Nhưng như chúng ta đã biết, dẫu cho đường lối của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh dù mang tính chất toàn diện hơn, nguồn lực dồi dào hơn, nhưng đều mang về thất bại. Lý do cho những sự thất bại này là gì? Đầu tiên là đường lối phong trào của Phan Bội Châu vào cuối thế kỷ thứ 19. Ông chủ trương bạo động dùng vũ lực để đánh đuổi thực dân Pháp. Ông thành lập Hội Duy Tân, tổ chức phong trào Đông Du vận động thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập, chuẩn bị lực lượng để khởi nghĩa vũ trang, mà không ngờ rằng mai này Nhật Bản sẽ là nước cai trị tiếp theo. Dẫu mang tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, nhưng sự thiếu chuẩn bị cặn kẽ, bị phụ thuộc vào lực lượng Nhật Bản quá nhiều đã khiến các phong trào khởi nghĩa đó đều bị dập tắt. Không lâu sau, vào đầu thế kỷ thứ 20, Phan Châu Trinh đã vạch ra một đường lối khác để mở ra con đường giành độc lập cho dân tộc Việt Nam. Chủ trương của Phan Châu Trinh là đấu tranh theo con đường ôn hòa, tập trung vào cải cách văn hóa xã hội, sử dụng nguồn lực chính là quần chúng nhân dân. Ông dẫn đầu phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục với mục tiêu khai trí cho nhân dân, truyền bá những kiến thức mới nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức về xã hội và đất nước. Phan Châu Trinh tin rằng bên cạnh đấu tranh vũ trang, con đường nâng cao dân trí và cải cách xã hội cũng là một con đường quan trọng để giành độc lập. Mặc dù có ý thức cách mạng sâu sắc, Phan Châu Trinh và các đồng sự vẫn chưa có sự tổ chức chặt chẽ và thiếu vũ khí để đấu tranh. Do đó, lực lượng của ông vẫn chưa đủ sức mạnh để chống lại sự đàn áp của thực dân Pháp. Sự thất bại của cả hai đường lối Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đã dẫn đến sự thành công của đường lối Hồ Chí Minh sau này. Đường lối của Hồ Chí Minh đã hoàn toàn khắc phục được những hạn chế của những phong trào trước đó với những quan điểm mới mẻ và chiến lược sáng tạo. Chúng ta sẽ đi sâu vào phần này hơn ở trong đoạn tiếp theo. Vào ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật Bản đã tiến hành cuộc đảo chính lật đổ Pháp tại Đông Dương trong bối cảnh Thế chiến thứ 2 đang diễn ra ác liệt. Trước đó, kể từ năm 1940, Nhật đã chiếm đóng Đông Dương nhưng vẫn duy trì bộ máy cai trị của thực dân Pháp để tránh đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, đến đầu năm 1945, trước nguy cơ thất bại của phe phát xít trên toàn cầu và lo sợ sự phản công của lực lượng đồng minh tại Đông Dương, Nhật quyết định đảo chính nhằm loại bỏ hoàn toàn sự ảnh hưởng của Pháp và thiết lập quyền kiểm soát trực tiếp. Cuộc đảo chính diễn ra nhanh chóng, quân Nhật tấn công các cơ sở quân sự và hành chính của Pháp, bắt giữ và tiêu diệt các quan chức, sĩ quan Pháp. Sau khi giành được quyền kiểm soát, Nhật tuyên bố trao trả độc lập cho các nước Đông Dương,
nhưng thực chất là để hợp thức hóa sự cai trị của mình. Đúng như dự đoán, sau khi lật đổ chính quyền thực dân Pháp, Nhật Bản tiếp tục áp dụng các biện pháp đàn áp, tra tấn nhân dân ta bằng những chính sách vô cùng tàn bạo. Điều này khiến nhân dân ta phải chịu cảnh khốn khổ, thân một cổ, hai chỏng nô lệ. Nạn đói năm 1945 chính là một hồi ức vô cùng đau thương của nhân dân ta trong giai đoạn này. Khi ước tính có hơn 2 triệu người Việt Nam đã chết đói trong sự tuyệt vọng mà Tô Hoài đã từng miêu tả rằng người ta chết như ngả dạ. Trong thời khắc đen tối nhất của đất nước, đường lối cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn đuốc cháy rực, soi sáng cho cách mạng Việt Nam. Khác với phong trào Đông Du vốn chủ trương bạo động vũ trang, nhưng bị phụ thuộc quá nhiều vào lực lượng bên ngoài, hay phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục tập trung vào cải cách văn hóa, mà chưa có đường lối thống nhất, đường lối Hồ Chí Minh đã khắc phục được hết những hạn chế đó. Người đã vạch ra một con đường cách mạng tài tình, kết hợp giữa đấu tranh chính trị, vũ trang và ngoại giao. Bật mí cho các bạn, đường lối Hồ Chí Minh lúc bấy giờ dựa trên cơ sở luận khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin. Chủ nghĩa Mác Lênin đã cung cấp cho Chủ tịch Hồ Chí Minh những vũ khí lý luận sắc bén để phân tích tình hình Việt Nam, giúp người nhìn thấy rõ bản chất của xã hội thực dân nửa phong kiến ở Việt Nam và tìm ra đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn. Chủ trương đường lối của Hồ Chí Minh có thể giản lược trong 3 câu nói nổi tiếng của người trong suốt thời kỳ đấu tranh giành giải phóng dân tộc như sau: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Thứ nhất, tạo nên khối đại đoàn kết dân tộc, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần dân tộc để cùng nhau đứng lên đấu tranh. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái dân tộc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Thứ hai, lấy nhân dân quần chúng làm sức mạnh vũ trang để chiến đấu. Quân sự mà không có chính trị, như cây không có gốc, vô dụng lại có hại. Thứ ba, phải kết hợp đấu tranh vũ trang và chính trị, sử dụng vũ trang nhân dân để tấn công vào các cơ sở của địch. Song song với đó là vận động quần chúng tham gia vào cách mạng để xây dựng một mặt trận dân tộc thống nhất. Đường lối Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc đã thông suốt rõ ràng, kết hợp với tinh thần đấu tranh sôi sục của nhân dân Việt Nam đã mở đường cho cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 giành chính quyền. Sau khi Nhật đảo chính Pháp, chính quyền thực dân Pháp tại Đông Dương đã bị tê liệt hoàn toàn. Nhân cơ hội này, Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, đặc biệt là Việt Minh, đã nhanh chóng họp bàn, chỉ đạo tích cực các tổ chức cách mạng để chuẩn bị cho một cuộc tổng khởi nghĩa. Phong trào cách mạng được đẩy mạnh, các cuộc meeting, biểu tình và hoạt động vũ trang cục bộ diễn ra khắp nơi nhằm huy động quần chúng đứng lên đấu tranh, đồng thời thăm dò thái độ của quân Nhật. Trong khoảng thời gian đó, Hội nghị quân sự Bắc Kỳ cũng được tổ chức để đưa ra quyết định thành lập các ủy ban ở các địa phương nhằm huy động toàn lực cho cuộc khởi nghĩa. Việt Minh đẩy mạnh việc tổ chức lực lượng vũ trang, tuyên truyền và phát triển phong trào quần chúng. Khu vực giải phóng Việt Bắc được thành lập, trở thành căn cứ địa cách mạng lớn nhất của cả nước. Tuy vậy, Đảng Cộng sản Đông Dương và Việt Minh cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức và khó khăn phía trước. Đầu tiên là các tầng lớp nhân dân đã bị chia rẽ sâu sắc kể từ chính sách chia để trị của thực dân Pháp, khiến việc huy động lực lượng toàn dân thành một mặt trận thống nhất để đấu tranh vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Tiếp theo là sự thiếu thốn về vũ khí và sự non trẻ của lực lượng. Khi mà quân đội Nhật sở hữu vũ khí tân tiến với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, thì lực lượng của chúng ta chủ yếu là quần chúng cách mạng, lực lượng vũ trang tập trung còn mỏng, hơn 700 người. Với trang bị phần lớn là vũ khí thô sơ, chỉ có hơn 40 khẩu súng trường và một số súng ngắn, mới qua một vài lớp huấn luyện quân sự cấp tốc. Quan ngại hơn là mạng lưới được thành lập ở các địa phương còn chưa đủ mạnh để phát động cuộc khởi nghĩa. Nếu không có sự điều phối chặt chẽ và chiến lược thống nhất thì sẽ dẫn đến thất bại cục bộ ngay trong phút chốc. Vào tháng 8 năm 1945, tin tức về thất bại của Nhật tại mặt trận Thái Bình Dương lan truyền khắp nơi và việc Nhật chính thức tuyên bố đầu hàng quân đồng minh đã khởi dậy quyết tâm mạnh mẽ trong lòng lực lượng cách mạng Việt Nam. Ngay sau đó, tại hội nghị toàn quốc Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dõng dạc tuyên bố: lúc này, thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Bắt tay ngay vào hành động, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc đã được thành lập, bao gồm các lãnh đạo chủ chốt như là Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh, Lê Thanh Nghị và Chu Văn Tấn. Cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 đã chính thức được phát động trên toàn quốc.
Ngày 18 tháng 8 năm 1945, không khí sửa soạn khởi nghĩa bao trùm khắp Hà Nội, cả thủ đô tràn ngập khí thế cách mạng. Tinh mơ sáng ngày 19 tháng 8, công nhân nhà máy, công nhân cứu quốc đã tập hợp thành đội ngũ trước cổng xí nghiệp, giương cao cờ đỏ sao vàng, tay cầm vũ khí thô sơ rầm rập tiến về quảng trường nhà hát lớn, vừa đi vừa hô những khẩu hiệu cách mạng và bài ca tiến quân ca. Từ ngoại thành, trên các ngã đường dẫn vào trung tâm thành phố, hàng vạn bà con nông dân, già trẻ gái trai, các đội tự vệ mang theo đủ các loại vũ khí, từ súng trường đến gươm, đao, mã tấu, câu liêm, hùng dũng tiến bước, tiếng hô khẩu hiệu từng đợt vang lên như sóng triều. Nhân dân các phố nội thành xếp hàng 10 theo từng khối lớn như phụ nữ, thanh niên, viên chức, học sinh, trí thức lần lượt tiến vào quảng trường, vừa đi vừa đồng thanh hô to khẩu hiệu, gương cao biểu ngữ và cờ đỏ sao vàng kéo về nhà hát lớn. Cuộc meeting gồm 30 vạn người bắt đầu trong không khí hào hùng chưa từng thấy. Sau đó theo kế hoạch đã định, cuộc meeting lớn biến thành cuộc tuần hành thị uy. Quần chúng có lực lượng vũ trang để làm nòng cốt, chia làm hai mũi lớn, chiếm hai cơ quan đầu não quan trọng nhất của địch: phủ Khâm Sai, trại bảo An Bình, tòa thị chính, Hỏa Lò đều bị ta đánh chiếm nhanh chóng. Quân lính Nhật đã hạ vũ khí mà không có bất kỳ hành động kháng cự nào trước sự sục sôi của nhân dân Hà Thành. Khởi nghĩa thành công ở Hà Nội là một đòn chí mạng giáng vào chính quyền tay sai ở Nhật, ở hầu hết các nước, đẩy chúng đến chỗ hoàn toàn tuyệt vọng, tan rã và đầu hàng cách mạng. Thắng lợi ở Hà Nội đã mở ra thời kỳ khởi nghĩa dồn dập trên toàn cả nước, khơi dậy một khí thế cách mạng như chiều dâng thác đổ. Sau khi Hà Nội giành thắng lợi, không khí cách mạng càng thêm sôi sục trên khắp cả nước. Ở Thừa Thiên Huế, Trung ương Đảng và Đảng bộ tỉnh đã nhanh chóng triển khai các công tác cần thiết để đảm bảo cho cuộc khởi nghĩa sẽ diễn ra thành công. Chiều ngày 21 tháng 8 năm 1945, Đảng bộ và Việt Minh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình nhằm thể hiện sức mạnh và tinh thần quyết tâm của quân chúng. Đội tự vệ Phú Bình bắt đầu bao vây đồn Mang Cá, một trong những cứ điểm quan trọng của địch. Đến ngày 22 tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Khởi nghĩa, quân chúng cách mạng tiếp tục tổ chức biểu tình và tiến tới chiếm một số cơ sở của chính quyền Bù Nhìn. Lúc này, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đã phấp phới tung bay trên kỳ đài, thay thế cho cờ quẻ ly. Tối hôm đó, một lá tối hậu thư được gửi đến vua Bảo Đại. Trước sức ép của quân chúng, nhà vua đã đành chấp nhận thoái vị. Cả đêm đó Huế không ngủ, tiếng hô vang Việt Nam độc lập muôn năm vang vọng trên khắp các con phố. Không khí khởi nghĩa sôi động khắp thành phố Huế. Các đội tự vệ giáo giết truy bắt những tên Việt gian đầu sỏ và theo dõi chặt chẽ các phần tử phản động. Nhân dân Huế sục sôi chờ giờ phút quyết định. Sáng ngày 23 tháng 8 năm 1945, cả thành phố Huế rực rỡ trong màu đỏ của cờ sao vàng. Hàng nghìn người dân Huế cùng các nhân dân từ các phủ, huyện theo kế hoạch đã tiến vào thành phố, tràn ngập các con đường và khu phố. Dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Khởi nghĩa, quân chúng đã chiếm nốt các cơ sở còn lại của chính quyền Bù Nhìn, rồi tập trung tại sân vận động thành phố để dự cuộc meeting mừng chiến thắng. Trong không khí trang nghiêm, cờ quẻ ly bị hạ xuống, cờ đỏ sao vàng được kéo lên. Đại diện chính phủ lâm thời các nước Việt Nam tuyên bố xóa bỏ chính thể quân chủ ở Huế cũng như trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, công bố chính sách của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời Thừa Thiên Huế chính thức thành lập. Tiếng vỗ tay rào rào, tiếng hô vang của nhân dân như muốn làm rung chuyển mảnh đất cố đô. Khởi nghĩa ở Huế đánh dấu một bước chuyển biến mới của tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, thúc đẩy các địa phương tiếp tục nổi dậy giành chính quyền. Tin Hà Nội khởi nghĩa thắng lợi truyền vào như luồng dây điện gây chấn động cả thành phố Sài Gòn. Ngay lập tức, cơn bão táp cách mạng bắt đầu bùng lên mạnh mẽ tại Sài Gòn, một địa bàn chiến lược trọng yếu của đất nước. Chiều ngày 24 tháng 8 năm 1945, khắp nơi trong thành phố đều hừng hực khí thế khởi nghĩa. Những khẩu hiệu như là Việt Nam hoàn toàn độc lập, Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm tràn ngập trên các báo, truyền đơn và áp phích. Tinh thần khởi nghĩa rộng khắp thành phố bùng lên ngọn lửa cách mạng thiêu đốt lòng người. Đúng 18 giờ ngày 24 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Khởi nghĩa chính thức phát lệnh kêu gọi toàn thể nhân dân tham gia cuộc meeting lịch sử. Chấp hành lệnh của Ủy ban Khởi nghĩa, hàng nghìn đội viên thanh niên tiền phong xung kích, phần lớn là các đoàn viên tổng công đoàn và những đảng viên cộng sản kiên trung, đã được vũ trang và triển khai lực lượng chiếm lĩnh và nắm quyền kiểm soát các cơ sở trọng yếu trong thành phố như là kho bạc, nhà máy đèn, nhà máy nước, sở bưu chính, dinh thống đốc Nam Kỳ, sở chữa cháy, sở công an. Tất cả các bộ máy cai trị của chính quyền Bù Nhìn trong thành phố này đã về tay cách mạng,
Trừ Dinh Toàn Quyền, Cảng Hải Quan, Đông Dương Ngân Hàng, sân bay Tân Sơn Nhất vì quân phát xít Nhật không chịu nhượng bộ. Vậy là từ nửa đêm cùng ngày, hàng chục vạn quần chúng nhân dân từ khắp các vùng ngoại thành Bà Hiểm, Hóc Môn, Bình Đông, Bình Xuyên, Chợ Đệm, từ các tỉnh Gia Định, Chợ Lớn, Tân An, Biên Hòa, với băng cờ, gậy gộc, dao găm, giáo mác, súng ồ ạt tiến vào thành phố Sài Gòn. Cả thành phố vang lên những tiếng hát, tiếng hô khẩu hiệu chính quyền về tay Việt Minh, Việt Nam độc lập muôn năm. Rạng sáng ngày 25 tháng 8 năm 1945, Sài Gòn bừng dậy trong không khí cách mạng hào hùng. Các đường phố tràn ngập cờ, biểu ngữ, tiếng hô khẩu hiệu quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do vang dội trong cả thành phố. Trong không khí hào hùng, đồng chí Nguyễn Lưu, đại diện Tổng Công đoàn Nam Bộ, đọc lời hứa của giai cấp công nhân, nhân dân lao động cùng toàn thể nông dân sát cánh bên nhau quyết giữ vững chính quyền cách mạng. Cuộc khởi nghĩa ở Sài Gòn diễn ra thành công rực rỡ, đưa cách mạng tháng 8 lên một đỉnh cao mới. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người dân của một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Đất nước ta đã chính thức chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến kéo dài hàng nghìn năm, kết thúc 80 năm nhân dân dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít để trở thành một đất nước độc lập, tự do và dân chủ. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 đã khẳng định tầm cao trí tuệ của đường lối Hồ Chí Minh, chứng tỏ sự sáng tạo và phù hợp với điều kiện của Việt Nam, đồng thời cho thấy đường lối có tính phổ quát, có thể áp dụng cho nhiều quốc gia khác. Không chỉ giúp nhân dân Việt Nam giành độc lập, cách mạng tháng 8 còn là cuộc cách mạng giải phóng đầu tiên tại các nước thuộc địa lúc bấy giờ. Nó đã khơi lên ngọn lửa đấu tranh, làm bùng nổ phong trào giành độc lập tại nhiều nước châu Phi và châu Á khác như là Indonesia tháng 8 năm 1945, Lào tháng 10 năm 1945, Philippines tháng 7 năm 1946, Ấn Độ tháng 8 năm 1947 và Ai Cập tháng 7 năm 1952. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, trong một buổi sáng mùa thu se lạnh, hàng vạn người từ khắp nơi đã đổ về quảng trường Ba Đình để chứng kiến một thời khắc lịch sử không thể nào quên. Trên một bục gỗ đơn sơ, giữa lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh với vóc dáng giản dị, khoan thai, bước lên trước hàng ngàn cặp mắt hướng về người. Giọng nói ấm áp, trầm hùng của bác vang lên, bắt đầu với câu hỏi mà sau này đã trở thành biểu tượng. Đồng bào có nghe tôi nói rõ không? Đám đông đồng thanh đáp lại, rõ một cách rất vang dội. Bản tuyên ngôn độc lập được Bác Hồ tuyên đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 được khởi đầu bằng câu trích từ bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776. Đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Tiếp sau câu dẫn luận ấy là một câu khác, trích từ tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền nổi tiếng năm 1791 của cách mạng Pháp. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói, người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Với tầm nhìn xa trông rộng, sự nhạy cảm về chính trị, người thấu hiểu một điều hiển nhiên rằng giành được nền độc lập đã khó, để giữ được nền độc lập còn khó hơn. Hơn nữa, làm sao để nền độc lập đó được tất cả các nước thừa nhận và tôn trọng còn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Có lẽ vì thế mà ngay khi đặt bút, Bác Hồ đã trích dẫn một lời bất hủ từ tuyên ngôn độc lập của Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền của cách mạng Pháp để khẳng định rằng mọi con người đều sinh ra bình đẳng, đều có quyền sống, tự do và hạnh phúc. Bác nhìn nhận rất rõ bản chất của kẻ thù và vận mệnh của dân tộc. Lấy hai câu được coi như là bất hủ, là khuôn thước mà nhân dân Pháp Mỹ phải đổ bao nhiêu xương máu để làm luận điểm sắc bén đối đầu với kẻ thù. Nhân dân ta đã không cầm được nước mắt khi nghe Bác Hồ đọc tuyên bố đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chính thức ra đời. Đối với những người từng chịu đựng cảnh nô lệ, đói khổ dưới ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, từng câu từng chữ trong tuyên bố độc lập như một lời khẳng định rằng những hy sinh, đấu tranh của họ đã được đền đáp. Không khí quảng trường lúc đó như vỡ òa trong những tiếng hô vang,
Việt Nam độc lập muôn năm và Hồ Chí Minh muôn năm, thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng. Thành công trong việc khai sinh ra Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là vậy, nhưng đất nước ta khi ấy cũng đã đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức hiểm nghèo. Ngân quỹ nhà nước chỉ còn vỏn vẹn vài đồng. Nhân dân chết đói, mù chữ, thù trong giặc ngoài. Trong bối cảnh này, Đảng và Chính phủ đã có những thành tựu to lớn, góp phần đưa đất nước vượt qua giai đoạn nguy nan để từng bước ổn định và phát triển. Trong những thành tựu đáng kể đầu tiên và quan trọng nhất của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi ấy là cuộc chiến chống nạn đói. Khi mà vào cuối năm 1944, đầu năm 1945, nạn đói khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu người dân miền Bắc. Để cứu vãn tình hình, Chính phủ đã phải phát động phong trào nhường cơm sẻ áo, kêu gọi nhân dân cả nước đóng góp lương thực, giúp đỡ đồng bào bị đói. Song song với đó, Chính phủ cũng phải tổ chức lại sản xuất, mở rộng diện tích canh tác và cải cách nông nghiệp để đẩy lùi nạn đói. Cùng với việc giải quyết nạn đói, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa còn quyết tâm chống lại giặc dốt. Tại thời điểm mới được khai sinh đất nước, hơn 90% dân số Việt Nam mù chữ. Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục trong việc xây dựng đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào Bình dân học vụ với mục tiêu xóa mù chữ cho toàn dân. Nhờ sự nỗ lực của cả chính phủ và nhân dân mà hàng triệu người dân đã được học cái chữ, góp phần nâng cao trình độ dân trí và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Khó khăn chồng chất khó khăn khi mà ngân quỹ nhà nước gần như đã cạn kiệt sau chiến tranh. Trong giai đoạn này, sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam gần như đã trở thành tài sản vốn quý nhất của đất nước. Đảng và Chính phủ đã kêu gọi người dân khắp cả nước quyên góp tiền bạc, lương thực và cả sức người, sức của để đóng góp cho ngân sách quốc gia. Phong trào tuần lễ vàng do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động đã thu về hàng tấn vàng, bạc từ sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, giúp cho cách mạng vượt qua được khoảng thời gian khó khăn trong giai đoạn đầu gây dựng đất nước. Trong bối cảnh quốc tế, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã phải đối mặt với tình thế tứ bề thọ địch. Ở phía Bắc, Trung Quốc với quân đội Tưởng Giới Thạch đang lăm le tiến quân vào Việt Nam. Ở miền Nam, quân đồng minh với danh nghĩa là giải giáp quân Nhật cũng có ý định can thiệp vào tình hình nước ta. Trong khi đó, thực dân Pháp vẫn không từ bỏ dã tâm này, quay trở lại xâm lược mà còn tìm cách chia rẽ khối đoàn kết đại dân tộc, gây mất ổn định trong nước. Trước tình hình này, Chính phủ ta đã linh hoạt áp dụng các sách lược ngoại giao khôn khéo, vừa tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế để tuyên truyền kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, vừa áp dụng phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến để đối phó với tình hình quốc tế phức tạp. Đặc biệt, việc ký kết Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 với Pháp là một bước đi chiến lược, giúp chính phủ cách mạng có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng, củng cố vị thế và từng bước đẩy lùi các thế lực xâm lược. Những thành tựu ban đầu này đã chứng minh sức mạnh của sự đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ. Chính tinh thần ấy đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua những khó khăn ban đầu, đặt những viên gạch đầu tiên cho công cuộc xây dựng một đất nước độc lập, dân chủ, giàu mạnh. Những thành quả bước đầu này đã khẳng định sự đúng đắn của đường lối cách mạng Đảng, đồng thời tạo nên một nền tảng vững chắc để đất nước Việt Nam tiến về phía trước một cách phồn vinh, hạnh phúc. Chúng ta đang sống trong không khí ngày kỷ niệm thiêng liêng của lễ độc lập và ngày kỷ niệm quốc khánh ngày 2 tháng 9, ngày mà cách đây 79 năm, lịch sử đất nước đã chuyển sang trang mới. Là ngày đầu tiên nhân dân Việt Nam sống trong sự tự do dân chủ sau nhiều năm bị đô hộ. Có nhìn lại những ngày tháng ấy mới hiểu được giá trị thiêng liêng của ba chữ độc lập, tự do, hạnh phúc mà ông cha ta đã phải dành cả đời để dâng hiến quý giá đến như thế nào. Khi đứng trước lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới tại quảng trường Ba Đình, tôi thấy lòng mình tràn đầy niềm tự hào. Niềm tự hào đó không chỉ là về những chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, mà còn là về sự kiên cường và bất khuất của một dân tộc nhỏ bé nhưng phi thường đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều đất nước khác trên thế giới. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!